Bây giờ chúng ta sẽ xem bài quyền Heian Nidan của các võ sinh câu lạc bộ karate Khánh Sơn. Đây bên nhạc gì mở to quá, không biết là có ảnh hưởng vào trong cái chương trình tập của buổi hôm nay hay không. Bởi vì nhạc mà ảnh hưởng to quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái bản quyền rất là phức tạp. Chính vì vậy cho nên là khi mà trong quá trình quay thì chúng tôi đã cố gắng yêu cầu một số người người ta nhạc ở xung quanh người ta nhỏ đi rồi, nhưng mà không biết ở đâu đấy vẫn nổi nhạc rất to, không biết là có ảnh hưởng vào đây hay không. Vì khi ảnh hưởng vào thì chúng tôi sẽ không sử dụng được những cái thước phim như vậy, sẽ phải chỉnh sửa lại rất là mất công. Bây giờ trong quá trình quay thì tôi sẽ phải nói nhiều vào để nó áp đi các cái tiếng nhạc ở phía ngoài vào, sẽ dính đến bản quyền của người ta rất là phức tạp. Tiếp theo sẽ thực hiện 4 đòn Naname, chân sau bước lên một góc 45 độ để đỡ tiếp, chân phải sẽ bước lên một góc 45 độ để đỡ tiếp, và sau đó chúng ta sẽ đưa chân phải ra sau đỡ Naname, bước chân trái lên đỡ Naname tiếp đòn tiếp theo. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ rút chân trái về và đỡ tay phải trong ra. Sẽ đá đòn Mayuri đấm Yakuzuki, lùi chân phải một tí và đỡ trong ra, xong đó thực hiện đỡ tiếp. Giờ các cái kỹ thuật tiếp theo là gạt Genanbarai, xong người đỡ cao bằng đao tay và đỡ cao nắm đấm, đỡ nó hơi bị nhanh và nó cũng có những em tập chưa thuộc, nó hơi bị thiếu, chưa được chuẩn lắm. Giữa các bài quyền thì nên cho võ sinh người ta thả lỏng và nghỉ. Nếu mà chúng ta cho tập liên tục thì nhiều em sẽ không đủ sức khỏe để tập. Và như vậy có nhiều em, chúng ta thấy là sẽ rất nhiều em không thể theo được cho đến lúc thi lên đài. Nó có nhiều lý do, có những lý do đấy là liên quan đến sức khỏe, có những lý do liên quan đến sự kiên trì luyện tập, có những lý do liên quan đến công việc hay là học hành. Có rất nhiều lý do khiến cho các võ sinh không có thường xuyên đi theo võ thuật hoặc là đi học được cho đến cùng. Rất nhiều em là bỏ dở giữa chừng, ít ai mà đủ kiên trì hay là đủ thời gian để có thể theo được đến những cái đẳng cấp cao của karate, kể cả thiền đai đen là đã rất ít người có thể đạt được đến cái mức đó rồi. Nếu học nghiêm túc và chấm thi nghiêm túc thì những người đai đen thực sự không phải là nhiều. Còn thậm thi bậy bạ, thậm chí có những người học trò tôi mới đai xanh mà đi thi chỗ khác người ta phong cho đai đen, thì đó là những cái phong rất là bậy bạ mà chúng tôi không tôn trọng những cái đai đẳng kiểu đó. Tôi có một video tôi còn nói là võ thuật giả nhưng mà bằng thật, bằng thì thật nhưng mà chất lượng thì giả, nghĩa là thi nó không chuẩn. Thế còn hầu hết học trò của tôi thì người ta rất là tôn trọng và cho thi học và thi tử tế. Bây giờ thì sau khi khởi động và tập trung một số kỹ thuật cũng như là bài quyền thì lớp các anh chị mà học đai cao hơn sẽ tách riêng ra để tập, còn những em đai trắng là sẽ tập riêng ra. Em đai trắng thì sẽ phải tập riêng để có thể đảm bảo chương trình thi được, còn các cái đai trước thì có thể luyện ôn lại cũng được. Nhưng mà đây trắng thì người ta phải tập luyện để người ta có thể theo lên được cái chương trình thi lên đây. Còn các đai trên thì có thể tập kỹ lại cũng không sao. Nhưng đai trắng mà tập kỹ quá đôi khi các em sẽ chán, không duy trì được cái học thường xuyên cho đến khi thi lên đây. Cho nên cái việc dạy và duy trì được các võ sinh là cả một nghệ thuật tài năng của huấn luyện viên, cũng như sự kiên trì học hỏi của các võ sinh và phụ huynh, chứ không phải đơn thuần là chỉ có sự nỗ lực của huấn luyện viên không là không đủ, chỉ nỗ lực của võ sinh không là không đủ. Ví dụ người thầy không có làm gương cho các em thì các em cũng sẽ nghỉ học. Thầy lúc rồi đi sớm, lúc rồi về muộn, lúc rồi đến muộn, lúc rồi về sớm,
ăn nói thì thô tục, uống rượu chửi bậy chẳng hạn thì sẽ là tấm gương xấu cho học trò. Và như vậy thì các học trò người ta sẽ không có tôn trọng cũng như là theo học lâu dài. Cho nên chính vì vậy cho nên là người huấn luyện viên phải là người có tư cách đạo đức tốt, làm gương cho các võ sinh thì mới có thể duy trì được các cái lịch tập lâu dài và các em võ sinh theo lâu dài, cũng như là các bậc phụ huynh người ta tin tưởng, người ta đi cho con mình học, muốn con cái người ta tin tưởng vào mình, cho mình học thì mình cho con theo mình, thì mình phải làm gương cho các em về lối sống, tư cách đạo đức của lời ăn tiếng nói. Phụ huynh người ta thấy mình tốt thì người ta mới dám gửi con vào học. Đây là đai trắng được chia ra thành hai lớp, một lớp thì vẫn tập các bài quyền, một lớp nữa thì bắt đầu tập làm quen với kumite. Thực ra thì kumite mà tập sớm thì để đi theo kumite thì được, nhưng để tập quyền và kỹ thuật cơ bản mà những người mà tập kumite sớm thì nó sẽ bị hỏng kỹ thuật cơ bản và hỏng quyền. Lên để xem bên trên là tập bài quyền bát sơ đạt. Đây là các em đang tập bài quyền bát sơ đạt. Lùi ra một chút nữa, cách xa một chút, đó đúng rồi, ok. Đó, chứ không khi lùi ra sẽ vướng người phía sau. Rồi, các em bắt đầu đi. Khi tập là chúng ta phải đo nắm đấm để chúng ta tập cho nó chuẩn, để làm sao đó khi chúng ta đấm nó phải tới đích. Nếu chúng ta đấm mà không tới đích thì võ sinh sẽ không cần biết làm gì.
đồng thời nhìn nó cũng rất là giả tạo nếu mà chúng ta tập mà nó không tới đích. Đấm đấm thẳng vô cũng vậy, đấm chéo chéo đây đây đưa chi nhớ, đấm vào ngay mặt này đó, đấm vào đây thì mình mới đỡ lên, được chưa? Mắt chúng ta nhìn lên tay hai này, thấy chưa? Đây đó, đánh thẳng vô, đánh đánh xa xa này đó, đó đánh vị trí thắm được lại, thấy không? Vừa tập vừa hôn đứng thì nghiêm châu bình đi ra thôi cho một lần được xem này. Đút chân phải ra sau, ghế ra bên này. Kia ai rõ ràng có làm thế nào? Đấy, cái từ kia ai của chúng ta nó rất là quan trọng, nó thể hiện cái sức mạnh cái đòn của chúng ta, và chúng ta không kia ai làm sao mà chúng ta thể hiện được cái đòn mình có lực và có khi mà chúng ta phát lực ra xong đó. Kỹ thuật đối luyện thi đơn đai mà tôi đã hướng dẫn dạy ở trên YouTube nhiều rồi. Chúng ta có thể xem các huấn luyện viên của Võ Đường Ngọc hướng dẫn trên YouTube, trên kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc và kênh Nguyễn Viết Hòa. Chúng ta có thể xem kỹ lại ở trên đó. Đây là các em tập thì võ sinh thì bao giờ lực tập nó sẽ yếu hơn các huấn luyện viên. Hai, 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 hai
là tạm thời chúng ta đã xem một số nội dung tập của các màu đai của câu lạc bộ karate Khánh Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Bây giờ thầy hô cho. Nghiêm. Chào. Rồi các em tập tiếp đi. Rồi cảm ơn các em.